Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi sẽ phân tích cơ bản, phân tích báo cáo tài chính sơ lược về cái công ty Quốc Cường Gia Lai. Các bạn, mời các bạn đón xem. Thì như thường lệ, chúng ta nhận thấy trên màn hình đó là cái mã cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai QCG. Thì chúng ta thấy QCG này, cái EPS nó đã suy giảm so với những cái thời kỳ đỉnh cao 2009, 2010, từ 3.007 bây giờ chúng ta chỉ còn có như năm 2016 vừa qua thì nó chỉ có 163 đồng thôi các bạn trên mỗi cổ phiếu. Thì như vậy về mặt thu nhập trên mỗi cổ phiếu chúng ta thấy là một cái con số khá là thấp. Đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta thấy sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2016 là quá mạnh mẽ các bạn, tăng lên 3 lần các bạn, hơn 3 lần, đó là tăng tới doanh thu tăng tới 316%, 311,7% xin lỗi. Và lợi nhuận chúng ta thấy rằng là cũng tăng 106%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy một con số tuyệt đối thì chúng ta thấy nó tăng từ 385 tỷ lên 1.555 tỷ. Như vậy cái sự tăng này rất đột biến các bạn. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chúng ta chỉ có tăng lên 23 tỷ thôi. Các bạn thấy từ 23 tỷ thì chúng ta thấy hơn 23 tỷ thì chúng ta thấy là lợi nhuận vô cùng nhỏ bé so với cái doanh thu các bạn. Như vậy chúng ta thấy đánh giá là một cái công ty này kinh doanh về bất động sản, tuy nhiên cái sự kinh doanh của nó vẫn chưa đem lại một cái hiệu quả so với cái tầm quy mô doanh thu của nó các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy liên tục mà nhiều năm cái dòng tiền luôn luôn âm, chỉ có năm ngoái chúng ta thấy là cái dòng tiền free cash flow, dòng tiền hoạt động của nó là dương, và giống như là free cash flow chúng ta thấy tương ứng là dương. Như vậy cho thấy rằng là cái sự thiếu thốn về chi tiêu đã được cải thiện trong năm vừa qua. Và những cái vòng quay về nguồn vốn thì chúng ta thấy nó đã giảm về một cái mức 1,1%, thì đây là một con số khá là thấp rồi. So với nguồn vốn hiện có thì đây là cái chỉ số có thể thấy rằng là cái sử dụng cái nguồn vốn của đối với công ty Quốc Cường Gia Lai thì nó chưa được đạt được một cái hiệu quả tương xứng so với nguồn vốn lớn của nó. Bên đó thì còn quay tài sản nó còn tệ hơn nữa các bạn. Như vậy cái tài sản của Quốc Cường Gia Lai cũng khá lớn. Tuy nhiên thì cái vòng quay của tài sản đó nó sinh lợi thì nó không có một cái hiệu quả nào các bạn. Tại vì nó không phất 5% thì nó quá nhỏ các bạn. Thì đây là một cái chỉ số cực kỳ kém hấp dẫn, tôi cho là như vậy. Thì mình cũng đã xem một số các cái mã chứng khoán, một số ngành nghề cả bất động sản cũng như kinh doanh bất động sản, thì chúng ta thấy là một cái mã này thì không thấy là có một cái sự hấp dẫn về các chỉ số tài chính các bạn. Tí nữa chúng ta xem cơ cấu vốn hoặc là cơ cấu của nguồn vốn nó như thế nào các bạn, chúng ta có thể đánh giá tiếp. Thì ở đây chúng ta thấy vòng quay của phải thu thì chúng ta thấy là nó đã năm vừa rồi nó đã cải thiện, chúng ta thấy làm ăn tốt lên, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là về hoạt động công ty, hiệu quả công ty thì năm 2016 vừa qua thì chúng ta thấy là một cái năm về mặt hiệu quả của công ty hoạt động thì nó rất là tốt. À,
đòn bẩy tài chính của chúng ta vẫn còn cao các bạn. À, nghĩa là chúng ta vẫn còn vay nợ, các bạn thấy là đang 2.05, nghĩa là đòn bẩy tài chính cũng khá là cao. Thì cơ cấu về tài sản thì chúng ta thấy tài sản chủ yếu là những tài sản ngắn hạn các bạn, tài sản ngắn hạn thì chúng ta thấy những cái tài sản dài hạn nó được thu thu nhỏ lại trong năm vừa rồi. Như vậy chúng ta thấy là những cái tài sản dài hạn đã được có thể là năm vừa qua đã được bán đi, bạn bán đi, và thay vào đó thì cái tài sản ngắn hạn nó được tăng lên các bạn. À, dẫn đến cái tình trạng là mặc dù rất co phá sản tài chính thì không có để tôi xem phá sản tài chính như có chạm buồn cái nha. Tám các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy là nguy cơ, mặc dù nguy cơ của Quốc cường Gia Lai có nguy cơ về phá sản tài chính, tại vì chúng ta thấy cái mức mà để mà dưới 1.8 là có khả năng là nó sẽ có nhiều cái về mặt khó khăn về mặt tài chính các bạn. Nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà kiếm được doanh thu các bạn, kiếm được doanh thu thì nó không thể bù đắp cho cái nợ các bạn. Lợi nhuận sau thuế nó không thể đảm bảo cho cái chuyện mà đòn bẩy tài chính. Như vậy, chính vì vậy thì người ta gọi là phá sản tài chính, có nghĩa là bankruptcy. Tiếng Anh gọi là bankruptcy. Thì phá sản về mặt tài chính thôi. Thì như vậy thì cái cơ cấu về về nợ vốn và cũng như là cơ cấu về doanh thu và lợi nhuận nó sẽ khá là rủi ro trong cái vấn đề phá sản về tài chính. Các bạn, như các bạn thấy, nếu mà cái con số Zcon này mà trên 1.8 thì không sao, nhưng dưới 1.8 thì nó là một cái rất là nguy hiểm. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta coi cái bảng thu nhập của báo cáo kết quả kinh doanh của Quốc cường Gia Lai thì chúng ta thấy cũng thấy nổi lên là năm vừa rồi, năm 2016 các bạn tăng lên khá là mạnh ở đây nha. Thì tăng lên mạnh như vậy. Tuy nhiên thì do tăng lên mạnh như vậy nhưng cái giá vốn hàng bán của nó cũng cực kỳ cao. Các bạn tăng lên tương ứng cũng khá là cực kỳ cao các bạn. Thì cái này nó đã làm cho chúng ta thấy là cái lợi nhuận của nó bị vẫn ở một cái mức rất thấp. Như vậy thì các bạn thấy là trong năm vừa qua Quốc cường Gia Lai có thể bán một vài dự án hoặc là kinh doanh bán vào một cái điểm thu, điểm rơi của kinh doanh thu. Tuy nhiên thì cái lợi nhuận mà dự kiến thì nó cũng không có nhiều. Mặc dù bán hàng nhiều nhưng mà lợi nhuận không cao, do cái giá vốn hàng bán nó quá cao rồi các bạn, nó quá cao. Như vậy thì chúng ta thấy cái lợi thế của công ty này đang có một cái lượng có thể là lượng tồn kho. Chúng ta xem có lượng tồn kho sắp tới nó có khả năng sinh lợi cho cái Quốc cường Gia Lai hay không, tại vì chúng ta thấy với một cái doanh thu tăng đột biến 1.500 tỷ này, 1.200 tỷ này, 1.200 tỷ bạn, mà chúng ta cũng không thể đưa cái sự tăng đột biến đối với lợi nhuận, thì chúng ta phải đánh dấu hỏi là cái giá vốn trong cái sự tồn kho đó nó có thật sự là rẻ hay không các bạn, để chúng ta đánh giá coi cái sự tồn kho đó trong vài năm tới
nếu có thanh lý hoặc là bán tài sản đó thì nó có đem lại cái lợi nhuận đột biến cho Quốc Cường Gia Lai hay không các bạn. Thì đây là một cái vấn đề tôi thấy cần phải đánh giá. Thứ hai thì cái những hoạt động về doanh thu về tài chính thì nó cũng ở mức cũng tăng lên khá là cao, nhưng mà chi phí tài chính thì nó cũng tương đương. Như vậy chúng ta thấy rằng là về cái tài chính thì nó bị triệt tiêu các bạn. Chi phí bán hàng cũng tăng lên, như vậy chứng tỏ là năm vừa rồi là có một cái kinh doanh trên cái mặt hàng chủ chốt là những cái bất động sản hay sao. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy diễn biến những cái năm như 2010, các bạn thấy là mặc dù doanh thu nó chỉ có 700 hơn 700 tỷ mà lợi nhuận nó lên 268 tỷ các bạn. Doanh thu thấp nhưng mà bạn thấy rằng là cái lợi nhuận cái tỷ tỷ suất lợi nhuận trên cái doanh thu đó khá là cao. Còn vừa rồi chúng ta thấy là có sự tăng lên như vậy nhưng mà cái lợi nhuận nó không 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 cao. Như vậy chúng ta coi cái bảng tài sản xem như thế nào đối với Quốc Cường Gia Lai. Thì các bạn thấy tổng tài sản ở đây chúng ta có tổng cộng tài sản chúng ta có khoảng 8.200 tỷ nha các bạn, 8.200 tỷ. Thì chúng ta thấy cái tài sản đầu tư ngắn hạn thì nó đã là 6.700, 6.700 thì trong đó có nợ 6.700 rồi. Thì chúng ta có khoản tiền là 100 100 lẻ tiền tiền mặt là 102 tỷ. Đấy các bạn, tiền mặt khoảng 102 tỷ. Hàng tồn kho. Như vậy thì cái tài sản lưu động này chủ yếu là cái hàng tồn kho các bạn. Hàng tồn kho đối với Quốc Cường Gia Lai. Như vậy là đây là những cái sản phẩm có thể chuyển hóa thành tiền cách nhanh nhất. Như vậy thì ta thấy là hàng tồn kho đối với Quốc Cường Gia Lai khá là lớn, khá là lớn các bạn, khá là lớn. Mặc dù trong năm 2016 đã thanh lý bớt 1.000 1.200 rồi mà vẫn còn tăng lên khoảng tới 600 tỷ nữa. Thì chúng ta thấy là hàng tồn kho của Hoàng Anh của Quốc Cường Gia Lai nó càng ngày nó sẽ càng lớn lên. Không biết là đỉnh điểm chưa nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là có sự tăng lên từ nhiều năm gần đây các bạn. Tuy nhiên thì như chúng ta đánh giá là cái năm vừa rồi nó đã kinh doanh tốt và tăng cái doanh thu lên. Tuy nhiên cái bán cái hàng tồn kho này, thanh lý cái hàng tồn kho này nhưng nó cũng không đảm bảo về cái vấn đề lợi nhuận các bạn, đánh giá này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn có thể vẫn còn có thể tăng được doanh thu nhờ cái nguồn hàng tồn kho này, nhưng chúng ta phải đánh giá lại cái giá vốn hoàn bán đối với những cái sản phẩm, những cái hàng tồn kho này thật sự có cao hay không. Thì về kết quả thì chúng ta thấy rằng là bước đầu như năm vừa rồi thì chúng ta thấy chưa chưa chắc là đã có cái tín hiệu khả quan. Tiếp theo thì chúng ta thấy những cái tài sản cố định. Đây thì chúng ta cũng không có tài sản cố định gì nhiều các bạn. Thì chủ yếu là những cái tài sản hữu hình, rồi tài sản xây dựng dở dang cũng không nhiều các bạn. Nói chung về mặt tài sản thì không nhiều so với những cái tài sản cố định, thì không nhiều so với những cái tài sản lưu động. Nó chỉ chiếm khoảng tới 1.500 tỷ thôi các bạn. Đây chúng ta xem xét nguồn vốn, tổng nguồn vốn, tổng chúng ta thấy là nợ ở đây chúng ta nợ ngắn hạn khá là nhiều, nó lên tới nợ phải trả nó lên tới 4.200 tỷ các bạn. Thì nó hơn một nửa, nợ là hơn một nửa, nợ hơn một nửa. Thì công ty này nó nợ hơn một nửa thì chủ yếu là
phải trả ngắn hạn khác, các bạn phải trả ngắn hạn khác. Rồi vay vay 1.788 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy là trong năm vừa rồi đó đã tăng vay ngắn hạn, vay tài chính ngắn hạn. Bên cạnh đó là phải trả cho người bán, kiếm dụng vốn cho, có nghĩa là những nhà cung cấp, thì chúng ta thấy chi phí phải trả ngắn hạn khác 595 tỷ. Như vậy thì trong vừa rồi cái chi phí mà để phải trả ngắn hạn khác nó đang được tăng lên. Như vậy trong ngắn hạn thì cái chuyện mà thanh lý, phải thanh toán cho các cái các bên thì nó tăng cũng khá là mạnh, các bạn, nó tăng lên khá là mạnh, nó tăng lên cỡ khoảng hơn 200 tỷ các bạn. Tuy nhiên thì cái doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là có thể là sang năm vừa rồi, đầu năm 2017 này, thì các bạn thấy nó còn có một cái cục có thể chưa đưa vô doanh thu, đó là 738 tỷ. Dự phòng giảm giá cũng khá là lớn. Như vậy thì tôi thấy là cái giá thành cũng khá là cao, giá thành cũng khá là cao. Rồi chủ yếu chúng ta thấy là chủ yếu để là cái dự phòng nè, rồi những cái như là chưa đưa vào doanh thu đã làm 1.500 tỷ, và 500 tỷ còn lại, 600 tỷ còn lại là chi phí phải trả ngắn hạn, nghĩa là tới cái kỳ phải thanh toán, và nợ vay hết gần 2.000 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nợ vay ngắn hạn này nó cũng không có, nó chỉ có một cái là chúng ta rất đáng sợ, đó là cái chỗ mà chi phí phải trả ngắn hạn thôi, các bạn. Còn nợ dài hạn thì chúng ta thấy nó được giảm xuống một cách khá là tốt, các bạn, khá là tốt. Thì tôi nghĩ có thể là những cái trái phiếu chuyển đổi hay gì đó ha, hoặc là trả nợ cho các cái chủ nợ dài hạn, các bạn. Ở đây thì vay nợ và thuê tài chính, chủ yếu là giảm về vay nợ và thuê tài chính. Thì chúng ta thấy giảm xuống cỡ gần 1.500 tỷ, 1.500 tỷ. Năm vừa rồi chúng ta đã trả nợ vấn đề đó, thì không còn cái áp lực về vấn đề nợ dài hạn nữa. Thì ở đây chúng ta, ở đây không phải là trái phiếu bạn, đây chúng ta không có trái phiếu chuyển đổi ha. Nhưng mà đó là chỉ vay nợ dài hạn thôi. Về nguồn vốn chủ sở hữu thì chúng ta thấy là nó cỡ khoảng 4.000 tỷ, 4.000 tỷ. Thì trong đó cái vốn vốn góp thì hết là gần 3.000. Thì nói chung là thặng dư vốn của nó cũng không quá nhiều, cũng không có nhiều, cũng như là chúng ta thấy cỡ 1.000 tỷ thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế cho phân phối. Nghĩa là chúng ta thấy trong quá khứ chúng ta có những cái năm mà phát hành thêm như 2009, 2010 thì nó lợi thế trong vấn đề phát hành thêm được cái giá, và dư ra cái thặng dư khoảng cỡ 800 tỷ đó, thì 800 tỷ đó tới nay nó cũng tồn để cái mức đó. Và trong kinh doanh thì chúng ta thấy là thặng dư mà sau thuế chưa phân phối thì nó cũng nằm ở 240 mấy tỷ thôi, thì nó cộng vô khoảng cỡ 1.000 tỷ. Như vậy thì cái nguồn vốn này so với nguồn vốn góp mà của cổ đông thì chúng ta thấy nó cũng chưa có gì nhiều các bạn. Cái kia 3.000 tỷ và 1.000 tỷ dặn dư thôi, cũng chưa nói lên một cái gì hấp dẫn lắm. Tại vì chúng ta thấy về cơ cấu vốn này với so với nợ thì nó khá là lớn các bạn, khá là lớn, và cái tỷ suất lợi nhuận cũng chưa cao. Như vậy cái giải quyết về vấn đề là hàng tồn kho sắp tới sẽ như thế này các bạn, là chúng ta sẽ biết là cái Quốc Cường Gia Lai nó sẽ có triển vọng hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ coi những cái thu nhập, những cái phân tích
cơ bản về quý nha các bạn, theo quý. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là các cái ba quý vừa rồi thì chúng ta nếu mà cộng lại thì quý 1 thì nó chỉ có lợi nhuận được cải thiện, tỷ suất lợi nhuận được cải thiện. Các bạn thấy tỷ suất lợi nhuận của nó được cải thiện các bạn. Mặc dù thí dụ như tổng doanh thu của nó có 200 khoảng 300 tỷ, tương đương có 300 tỷ, thì cái lợi nhuận nó gần tương đương. Quý 2 là nhiều nhất. Quý 2 Quốc Cường Gia Lai là thu nhập nhiều nhất. Đến quý 3 thì chúng ta thấy nó có cái sự giảm tốc. Tuy nhiên thì cái giảm tốc đó tỷ suất lợi nhuận của trên đây thì nó đạt cao. Như vậy thì đánh giá với cái đà mà hoạt động tốt trong năm 2016 thì Quốc Cường Gia Lai trong những cái quý đầu đầu năm có thể là còn dướng cái Tết âm lịch, nhưng mà cái quý 2 và cái quý 3 nó đạt một cái doanh thu cũng như là cái tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khá là lớn. Thì ở đây chúng ta đã thấy ít nhất là đang có một cái lợi là khoảng cỡ 400 tỷ các bạn. Gần 400 tỷ nếu mà tính chỉ cần tính hai cái quý này thôi. 400 tỷ rồi các bạn. Nghĩa là Quốc Cường Gia Lai đang có một cái sự tôi coi cái hàng tồn kho, cái hàng tồn kho này có được suy giảm vẫn còn tăng lên các bạn. Vẫn còn tăng lên. Như vậy thì chúng ta thấy hàng tồn kho là vẫn còn tăng lên, mà tỷ suất lợi nhuận cũng như là doanh thu tăng lên như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là cái năm mà cái điểm mà giống như là chúng ta xây dựng, chúng ta hoàn công để mà ra sản phẩm vừa kinh doanh, điểm rơi của sản phẩm này có thể kinh doanh vào năm 2017. Như vậy chúng ta thấy năm vừa rồi và năm nay có khả năng là cái đỉnh cao của Quốc Cường Gia Lai, và nó sẽ đưa cái Quốc Cường Gia Lai kinh doanh tốt hơn trong năm nay nha các bạn. Bởi vì chúng ta thấy có một cái sự tăng lên từ doanh thu từ năm ngoái, và năm nay chúng ta thấy có sự tăng lên, hiệu suất tăng lên cực kỳ các bạn ha. Các bạn đã thấy tỷ suất gần 90% so với doanh thu, lợi nhuận nó gần 90% so với doanh thu. Như vậy chúng ta thấy là một cái tín hiệu khá là tốt đối với Quốc Cường Gia Lai so với năm ngoái. Và cái hàng tồn kho này tiếp tục tăng lên. Thì chúng ta thấy cái tài sản lưu động, tài sản lưu động thì cái sự tăng lên đó là những cái hàng tồn kho thôi. Thông giá giờ chúng ta coi những cơ cấu về nợ. Nợ thì chúng ta thấy nợ ngắn hạn cũng tăng lên các bạn ha. Cũng tăng lên thì những cái phải trả cho người người bán vay vay nợ tài chính dài hạn thì cũng như cũ các bạn ha, vẫn ở cái mức mà 260. Để tôi coi cái quý 4 năm 2016 ở đây. Quý 4 216 ở đây các bạn. Thì cái cái trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước ngắn hạn không, tài sản cố định các bạn, tài sản cố định tài sản cố định được tăng lên các bạn, tài sản cố định được tăng lên thì chúng ta thấy là cái những cái tài sản xây dựng dở dang giảm xuống. Như vậy thì chúng ta thấy cái nợ, cái nợ chúng ta sẽ xem cái nợ. Bây giờ chúng ta xem qua cái nợ của nó là phải trả cho cái phải trả ngắn hạn khác, phải trả ngắn hạn khác thì nó đã tăng lên một mức là 5.279 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy
phải trả ngắn hạn nó đã tăng lên đột biến trong 2 năm qua. 2 năm qua mỗi mỗi một năm như vậy thì nó tăng lên cỡ 1.000 mấy trăm tỷ đó. Thì trong cái đó nợ dài hạn thì chúng ta đã ổn định ở một cái mức khá là thấp rồi. Và đây chúng ta có nguồn vốn thì cũng chưa có sự tăng lên thay đổi cho lắm. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái cơ hội cho năm nay, các bạn thấy ở đây đã là khoảng cỡ 400 tỷ rồi. Thì chúng ta để xem coi, năm ngoái thì chúng ta chỉ có 44 tỷ thôi. Các bạn, năm ngoái chỉ có 44 tỷ thôi. Năm nay thì tới tôi giả sử với những cái thông số tài chính như năm ngoái và năm nay nếu mà doanh thu lên khoảng cỡ tôi cho là 500 tỷ đi. Tôi cho 400 tỷ đi. Tôi dự đoán cái như vậy thì nếu mà 500 tỷ thì sao các bạn? Thì cái dự đoán với cái EPS, EPS sẽ được tăng lên là từ 1.400 cho tới 1.800 các bạn. Đó là giả định lợi nhuận sau thuế. Thì với cái PE năm ngoái, với cái cơ số PE năm ngoái là 23 thì cái giá thị trường thì nó đạt cái giá trị đó là 33.000 hoặc là 42.000 với cái lợi nhuận. Hiện nay nghĩa là quý 4 chúng ta sẽ không có thu nhập nhiều. Lợi nhuận không cao. Tôi đánh giá là quý 4 nếu khỏi lợi nhuận không cao thì cái giá thị trường so với PE năm ngoái thì chúng ta thấy là đạt cái giá là phải 33.000, 34.000 và nếu mà lợi nhuận của quý 4 này nó chỉ đạt là 100 tỷ thôi thì cái tầm nó khoảng 500 tỷ thì chúng ta sẽ thấy nó có cái lợi có cái giá khoảng 42.000. Đây là dự đoán theo cái lợi nhuận doanh thu. Như vậy đây là một cái chu kỳ hấp dẫn đối với Quốc Cường Gia Lai trong những cái hai cái quý vừa rồi, quý 2 và quý 3. Nó đã tăng lên cái lợi nhuận khá là mạnh và đã làm cho cái cổ phiếu này hấp dẫn đối với những cái nhà đầu tư bởi vì nó có cái sự lợi nhuận đột biến, không? Và tôi đánh giá cái tỷ suất lợi nhuận trên cái doanh thu rất đạt khá là cao so với năm ngoái. Như vậy thì đây là một cơ hội các bạn có thể đầu tư để chúng ta tăng trưởng trong năm 2017 này. Thì Quốc Cường Gia Lai đã có một cái sự phát triển vượt bậc và cái hàng tồn kho cũng khá là lớn và nếu như cái giá sản phẩm vẫn còn được bán với cái lợi tỷ suất lợi nhuận như năm 2017 này thì cái đó là cái lợi thế đối với Quốc Cường Gia Lai. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn đầu tư thành công và đừng quên ủng hộ cho kênh Trịnh Phát bằng cách like, share và quan trọng là các bạn hãy subscribe cái kênh này và nhấn nút chuông. Thì cái đó nó sẽ báo cho các bạn khi chúng tôi có những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video sau.